Hôm nay mùng 6 tháng 9, ngày học tập chính thức đầu tiên của các em học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh trong năm học mới, trường huyện Kim Sơn. Háo hức chờ đợi, vui mừng, phấn khởi khi được đến trường sau đợt nghỉ rất dài để phòng dịch, đội ngũ nhà giáo và học sinh nêu cao quyết tâm để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Tự trường từ ngày 23 tháng 8 để làm quen với thầy cô, bè bạn. Đến ngày hôm nay, các em học sinh lớp 1 có phần tự tin hơn. Dù vậy, công tác phòng dịch, chỉnh đốn tác phong, tư thế, sắp xếp sách vở giúp các em hình thành thói quen ngăn nắp, gọn gàng, được cô giáo quan tâm. Hôm nay là cái buổi của lần thứ 2 nhập trường. Thì thực ra là các cô cũng phải nhắc nhở lại mọi cái khâu về nề nếp, về công tác chuẩn bị, về đồ dùng, về sách vở, về trang phục. Đấy là những cái mà đặc thù của cái lớp 1. Thì hầu như là các con đã chuẩn bị đầy đủ, rất là đầy đủ sách vở rồi. Và bài hôm nay là bài học đầu tiên của âm, đó là bài về âm A. Công tác quản lý, theo dõi, giám sát tình hình các lớp, nắm bắt, cập nhật sĩ số, tình hình sức khỏe học sinh qua từng tiết học đều được các nhà trường thực hiện nghiêm túc nhằm đảm bảo an toàn cho các em khi đến trường học tập. Hôm nay là ngày đầu tiên các học sinh đến trường, nhưng thực ra công tác chuẩn bị của nhà trường đã được tiến hành rất kỹ từ trước. Qua các mạng xã hội, qua cái nhóm lớp thì nhà trường đã triển khai quán triệt với các thầy cô giáo và các học sinh thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch. Đặc biệt là những em nào mà có biểu hiện ốm sốt là phải khai báo trước. Thì nhờ sự chuẩn bị kỹ như vậy thì hôm nay các học sinh đến trường mà cũng rất ổn định và thông suốt. Hiện nay nhà trường đang có 3 em học sinh thuộc diện cách ly tại nhà. Thì để cho các em được yên tâm thực hiện cái việc phòng chống dịch thì nhà trường hỗ trợ cho các em bằng hình thức là dạy học trực tuyến bằng phần mềm Microsoft Teams. Với phần mềm này thì giáo viên và học sinh có thể tương tác được với nhau để đảm bảo chất lượng cho các em học sinh khi mà các em học sinh đã đảm bảo các cái điều kiện được trở lại trường. Với quyết tâm thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa dạy vừa học, vừa phòng chống dịch COVID-19, các nhà trường đã xây dựng kế hoạch cụ thể sát với tình hình thực tế. Ở trên lớp thì chúng em tập trung tuyệt đối để lắng nghe thầy cô giảng ạ, phải quyết tâm hơn để có thể học tập tốt, giành được kết quả cao. Nhà trường cũng đã bám sát cái sự chỉ đạo của sở, đã xây dựng các cái phương án và các cái kịch bản để tổ chức hoạt động dạy và học tương ứng với các cái cấp độ diễn biến của dịch bệnh. Nhà trường cũng đã chuẩn bị các cái phương án để nếu như dịch bệnh có phức tạp thì sẽ tổ chức dạy trực tuyến trên các cái nền tảng công nghệ thông tin, và cũng đã thực hiện cái việc cấp tài khoản cho toàn bộ giáo viên và học sinh nhà trường. Với việc thực hiện nghiêm túc, cụ thể các giải pháp phòng chống dịch cũng như triển khai kế hoạch dạy học phù hợp, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu năm học đã đề ra.